Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một gia đình rất yêu thương nhau. Con gái lớn nhất là Wendy, hai con trai là John và Michael. Một tối nọ, ba mẹ của bọn trẻ vào thị trấn đi dạo. Còn bọn trẻ ở nhà và có khoảng thời gian chơi tuyệt vời cùng nhau. Khi chúng đã mệt và buồn ngủ, thì cô chị gái bắt đầu kể cho chúng nghe câu chuyện về Peter Pan. Ngày xưa, ở vùng đất xa xôi huyền bí, có một đứa trẻ được gọi là Peter Pan. Peter Pan là cậu bé biết bay. Cả ba ngủ thiếp đi. Sau đó, Wendy thức dậy vì một âm thanh phát ra từ phía cửa sổ. Và cô đã thấy gì? Cô đã thấy một cậu bé và một nàng tiên bay lượn trước mặt cô. Họ đang ở ngoài khung cửa sổ cười với cô. Chào buổi tối. Tên mình là Peter Pan. Mình là người hùng trong câu chuyện cậu đã kể cho em của cậu nghe. Mặc dù cậu đã bỏ qua một vài chi tiết, nhưng mà nó vẫn là một câu chuyện rất tuyệt vời. Và tên mình là Tinkerbell. Nhưng cậu cũng có thể gọi mình bằng tên khác. Bất cứ cái tên nào mà cậu thích. Cậu có thể thấy mình là một cô tiên bé nhỏ. Wow, cậu có thật hả? Rất vui vì được gặp cậu. Tất nhiên là tụi mình có thật rồi. Nhưng tụi mình sống ở một vương quốc bí mật. Mình là người bạn rất thân với Peter Pan. Tụi mình đã biết nhau từ rất lâu rồi. Mình có một ý tưởng, Peter Pan. Hãy đưa các bạn nhỏ tới vương quốc của chúng ta. Cậu thấy sao? Oh, thật là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Mình thích những chuyến phiêu lưu. Nhưng cậu có thể bay, còn tụi mình không có cánh. Và tụi mình không biết bay. Cậu đừng lo về chuyện đó. Khi mình đắp một ít bụi tiên lên người cậu, cậu sẽ có thể bay giống như tụi mình. Wendy rất muốn tham gia chuyến phiêu lưu này, nên đánh thức hai em của mình dậy. John và Michael lúc nhìn thấy Peter Pan đứng trước mặt đã vô cùng ngạc nhiên. Chị cũng rất ngạc nhiên khi mới lần đầu nhìn thấy hai người họ. Như Peter Pan và Tinkerbell trong câu chuyện là có thật. Và họ đang mời chúng ta đến vương quốc bí mật của họ. Sao? Một vương quốc bí mật? Nó ở đâu? Làm sao chúng ta có thể tới đó? Chúng ta phải đi tới đó. Đi đi chị, đi mà, đi. Nhanh lên, đi thôi. Wendy vui vẻ chấp nhận. Ngay giây phút Tinkerbell rắc bụi tiên lên những đứa trẻ, chúng bắt đầu bay lơ lửng trong không trung. Thật kinh ngạc, tất cả bắt đầu cùng bay ra khỏi cửa sổ. Ngầu quá. Nhìn nè John, chúng ta đang bay. Nhanh nào, chúng ta còn một chặng đường dài để đi. Sau một hành trình dài, họ đã tới vương quốc bí mật. Ở vương quốc này có động vật hoang dã, bộ lạc da đỏ, tiên tộc, những đứa trẻ đi lạc. Và cả lũ cướp biển rất nguy hiểm nữa. Người đứng đầu lũ cướp biển là thuyền trưởng Hook. Thuyền trưởng Hook là kẻ thù lớn nhất của Peter Pan. Lý do của sự thù hằn này là vì một chuyện xảy ra trong quá khứ. Một ngày nọ, thuyền trưởng Hook bắt được cô công chúa của người da đỏ. Để giải thoát cho công chúa, Peter Pan đã chiến đấu với thuyền trưởng Hook. Cậu đã dùng kiếm chặt một cánh tay của ông ta và cánh tay đã rơi xuống biển. Một con cá sấu đã nuốt chửng nó cùng với chiếc đồng hồ. Và giờ con cá sấu bơi xung quanh biển và phát ra tiếng tích tắc, tích tắc, tích tắc. Vì vậy, con cá sấu được gọi là tích tắc. Ông ta dùng một cái móc để thay thế bàn tay đã bị mất.
Và đó là lý do mà ông ta có cái tên Thuyền trưởng Hook. Peter Pan và lũ trẻ đến nhà của Peter Pan mà không bị Thuyền trưởng Hook phát hiện. Tên thuyền trưởng luôn theo dõi mọi người ở Vương quốc bí mật bằng kính viễn vọng. Vì vậy trên đường đi họ rất cẩn thận. Có chính xác 3 đứa trẻ đi lạc trong nhà của Peter Pan. Chúng cũng là những đứa trẻ đã bị thuyền trưởng Hook bắt và được Peter Pan cứu. Ngay lập tức chúng vây quanh Wendy. Chào chị, vậy có nghĩa là tụi em sẽ có đồ ăn ngon mỗi ngày rồi. Chị phải làm tất cả việc nấu ăn chỉ vì chị là con gái sao? Nhưng... Đừng bận tâm. May mắn là chị thích nấu ăn. Tất nhiên chị sẽ nấu. Và chị cũng sẽ kể chuyện vào buổi tối trước khi tụi em đi ngủ. Quang hư! Vui quá! Bọn trẻ ôm chầm lấy Wendy. Wendy giống như mẹ của chúng. Cô nấu đồ ăn ngon, làm bánh nướng và kể cho chúng nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ. Cô thật sự đã trở thành người bạn tốt với Peter Pan. Hai người họ cùng nhau đi trong rừng và đã hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng Tinkerbell lại không hề vui với tình bạn mới này. Cô nghĩ rằng Peter Pan đã quên mất cô và không quan tâm đến cô nữa. Vì vậy cô bắt đầu khó chịu với Wendy. Wendy phải về nhà rồi. Peter Pan là bạn của mình. Mình mới là người đã tìm thấy cậu ấy đi lạc trong rừng và đưa cậu ấy tới vương quốc bí mật này. Vậy mà giờ cậu ấy lại dành thời gian cho Wendy mà không phải mình. Mình cần tìm một giải pháp cho việc này. Tuy nhiên, Wendy không có suy nghĩ gì về chuyện này. Suy nghĩ duy nhất của cô là giúp đỡ mọi người ở vương quốc này. Một ngày nọ, trong khi Peter Pan và Wendy đang trò chuyện, họ ngồi trên một ngọn núi ở vương quốc bí mật. Thuyền trưởng Hook vẫn đang theo dõi họ bằng kính viễn vọng. Bên kia chính là Peter Pan, nhanh lên! Mọi người chạy quanh thuyền, nổ súng, cố gắng bắn trúng Peter Pan. Một lũ ngốc. Không phải ta, bắn Peter Pan kìa. Tinkerbell, hãy đưa Wendy tới chỗ an toàn. Mình sẽ đi tới tàu của cướp biển. Lần này sẽ kết thúc tất cả thuyền trưởng Hook. Nhanh lên Wendy, nhanh. Tinkerbell ngay lập tức lên kế hoạch và để Wendy trên một đám mây. Sau đó cô đi thẳng xuống bên cạnh mấy đứa trẻ. Các em, Peter Pan nói có một con chim rất to trên những đám mây và chúng ta nên bắn nó. Ngay lập tức, những đứa trẻ cầm cung tên và bắn mũi tên về phía đám mây. Trong khi đó, Peter Pan thì đang đối phó với thuyền trưởng Hook trên bon tàu. Ông muốn có thêm một cái móc trên tay kia của ông hay sao thuyền trưởng? Nếu ông có can đảm, chúng ta nên đấu kiếm. Tôi sẽ chờ ông trên bãi biển. Nếu ông không sợ thì cứ tới. Peter Pan bay lên bãi biển và con tàu tiến sát bờ. Cuối cùng, hai kẻ thù bắt đầu đấu kiếm với nhau. Đấu được một lúc, thuyền trưởng Hook nghe thấy âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng. Tích tắc, tích tắc. Lúc nghe thấy âm thanh ấy, ông ta quay lại trong hoảng loạn và thấy tích tắc đang tiến về phía mình. Quang thanh kiếm của mình lên không trung. Ông ta chạy lên tàu nhanh hết mức có thể. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Peter Pan cười thuyền trưởng Hook rất to. Đột nhiên cậu nhớ tới Wendy. Cậu đi thẳng tới chỗ Wendy coi cô có bị sao không. Cậu thật sự bàng hoàng và kinh hãi khi thấy Wendy nằm trên đất với một mũi tên đâm trên ngực. Peter Pan rất buồn bã và cũng hoàn toàn khiếp sợ. Cậu nghĩ những gì đã xảy ra với Wendy là lỗi của mình. Tinkerbell, mấy đứa, có chuyện gì vậy? Tinkerbell nói tụi em bắn con chim trên đám mây. Chị ấy nói anh kêu tụi em làm, nên tụi em đã bắn lên trên đám mây. Nhưng đó không phải là chim mà là Wendy.
Tất cả bọn trẻ đều rất buồn và bắt đầu khóc. Tinkerbell, chị đã nói dối tụi em. Peter Pan cúi xuống và lấy mũi tên khỏi ngực Wendy. Nhưng không có máu trên mũi tên. Mũi tên đã đâm trúng nút áo của Wendy, rồi mới đâm vô ngực cô. Bất chợt, Peter Pan nhận ra rằng cô chỉ bị xỉu vì sốc do va chạm và ngã xuống đất. Wendy! Wendy! Thôi mà, tỉnh lại đi! Wendy từ từ mở mắt và đứng dậy khiến mọi người rất vui mừng. Tất cả đều ôm chầm lấy cô. Mọi người trở về nhà cùng nhau. Tinkerbell đang quan sát mọi thứ đang diễn ra từ ngọn cây cổ tích. Cô rất xấu hổ về những gì cô đã làm. Cô đã đến nhà Peter Pan và xin lỗi tất cả mọi người. Mình rất xin lỗi. Mình xin lỗi tất cả mọi người. Đặc biệt là cậu Wendy. Cậu có thể tha thứ cho mình không? Mình làm vậy bởi vì mình ghen tị với tình bạn của hai cậu. Mình rất xấu hổ. Mình nợ cậu cả đời, Tinker. Không ai có thể thay thế được cậu. Chúng mình luôn luôn ở bên nhau. Nhưng những gì cậu đã làm là rất sai. Tối nay, mình muốn cậu tới cây cổ tích và suy nghĩ về những gì cậu đã làm. Wendy đã tha thứ cho Tinkerbell. Nhưng vì Peter Pan đã nói cô rời đi, nên Tinkerbell đi tới cây cổ tích. Mọi người hôm nay đã rất là mệt. Nhanh nào mấy đứa tới giờ đi ngủ rồi. Nhưng trước tiên, chị sẽ kể một câu chuyện. Wendy kể cho tụi nhỏ nghe câu chuyện về ba đứa bé đã tới một vương quốc bí mật. Cô đang kể cho chúng nghe câu chuyện của chính mình. Em trai cô rất muốn trở về nhà. Chúng thực sự nhớ mẹ và ba của mình. Wendy gọi chúng là những đứa trẻ đi lạc. Tụi chị sẽ quay về nhà. Tụi em muốn đi cùng tụi chị không? Đi với chị. Về nhà của chị. Hoan hô! Em không thể tin được. Chúng em sẽ có một ngôi nhà thật sự. Peter, sao cậu không đi với tụi mình? Cậu cũng có thể sống với tụi mình nếu cậu muốn. Không đâu. Một ngày nào đó cậu sẽ lớn lên và già đi. Còn mình muốn là một đứa trẻ như vậy mãi mãi. Ngày hôm sau, Tinkerbell rắc bụi tiên lên mọi người. Ngay khi Wendy và lũ trẻ bắt đầu bay, thuyền trưởng Hút lại phát hiện ra chúng bằng kính viễn vọng. Ông ta bắt chúng lại. Phát hiện những chuyện đang xảy ra, Tinkerbell ngay lập tức tới gặp Peter Pan và báo cho cậu biết chuyện. Peter Pan, nhanh lên, mọi người bị bắt rồi, mau cứu họ. Cái gì? Bạn của chúng ta bị bắt hả? Đủ rồi đó tên thuyền trưởng, kết cục sắp tới rồi. Lần này tôi sẽ biến ông thành mồi cho cá sấu. Ngay lập tức, cậu bay tới con tàu. Nhìn thấy Peter Pan, lũ trẻ mừng rỡ hét lên. Là Peter Pan! Hoan hô! Được cứu rồi! Thuyền trưởng ngay lập tức lấy kiếm của mình tấn công Peter Pan. Cả hai lại bắt đầu đấu kiếm một lần nữa. Họ đấu trong khoảng thời gian dài. Peter Pan lại nghe thấy tiếng tích tắc. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, với tất cả sức lực của mình, cậu đã đánh thuyền trưởng và đẩy ông ta xuống biển. Thấy thuyền trưởng Hút rơi xuống biển, tích tắc nhanh chóng bơi về phía ông ta. Tay sai của Hút nhận thấy thuyền trưởng của họ đã thua, cũng nhảy xuống biển luôn. Mẹ ơi, sợ quá. Đồ thuyền trưởng phản bội, chạy nhanh đi. Giờ ông biết cái giá của việc bắt bạn bè của tôi chưa? Bây giờ mọi người ở vương quốc bí mật đã thoát khỏi tay bọn cướp biển. Giờ họ có thêm một con tàu. Peter Pan ngay lập tức cởi trói và giải thoát cho mọi người. Họ đã ăn mừng chiến thắng này bằng cách tham quan xung quanh con tàu. Giờ Peter Pan là thuyền trưởng. Đúng rồi,
Giờ là lúc về nhà rồi. Mình sẽ đảm bảo là tất cả các cậu sẽ về nhà an toàn. Quang Hô! Quang Hô! Cảm ơn cậu rất nhiều vì mọi thứ nha Peter Pan. Mình sẽ không bao giờ quên cậu. Mình cũng sẽ không bao giờ quên cậu Wendy. Xin hãy hiểu cho mình. Mình không thể sống ở đó. Peter Pan thật sự rất buồn khi cậu phải chia tay với Wendy và bọn trẻ. Thật tốt khi Tinkerbell luôn ở bên cậu. Tụi mình có thể tới thăm cậu không Wendy? Tất nhiên, bất cứ khi nào cậu muốn Tinker. Họ lại ôm nhau lần cuối. Cuối cùng, tất cả họ bay về nhà và gia đình vui vẻ chào đón họ. Wendy, John, Michael, ba mẹ nhớ tụi con. Tụi con đã đi đâu vậy? Ba đứa trẻ này là ai? Chúng là những đứa trẻ đi lạc thôi mẹ. Tụi con vừa mới cùng nhau trở về từ Vương quốc bí mật. Vương quốc bí mật. Wendy nói với gia đình về mọi chuyện đã xảy ra với họ. Mẹ và ba cô đã rất ngạc nhiên nhưng vô cùng hạnh phúc khi được đoàn tụ với con mình một lần nữa. Khi Wendy nhìn ra cửa sổ, Peter Pan và Tinkerbell đã đi từ rất lâu rồi. Họ đều đã biến mất. Nhưng Wendy vẫn vẫy tay chào. Peter Pan, mong là chúng ta sớm gặp lại. Các bạn ơi, hãy theo dõi kênh Condosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé.